Hello, listen, everybody, attention please, okay? If you want to become free financially, you have to have your money work for you. I'm serious. Khi mà em mới bắt đầu á thì em cũng nghĩ rất là nhiều người khác cũng sẽ có cùng một câu hỏi giống em. Đó là nhiều khi mình làm đủ rồi, có nhiêu mình đủ ăn được rồi. Sao mà mình phải cho người khác biết, sao mà mình phải chia sẻ với những người khác về những cái vấn đề kinh doanh, về cái bí quyết kinh doanh của mình. Good question. Okay. Jennifer sẽ chưa nói về cái tầm nhìn, hoặc là chưa nói về một cái người làm chuyên về là một người doanh nhân. Chưa nói về cái heart và cái desire của mình như thế nào, và cái mục đích sống của mỗi người thì sẽ khác nhau. Mình sẽ nói một cách đơn giản như thế này. Nếu bạn mở một cái tiệm phở, bạn khá là thành công tại Houston, Texas, on Bel Air. Nếu mà nếu bạn là một người kinh doanh, một người doanh nhân và có tầm nhìn một chút, nói về kinh doanh thôi thì bạn muốn gì? Tôi muốn mở trên Dallas Fort Worth một cái, cũng tại Texas. Tôi muốn mở Cali một cái, tôi muốn ở San Jose một cái, ở Oregon một cái. Đó là một người có tầm nhìn. Nó không phải, đối với Jennifer, nếu mình làm cho đủ cho bản thân mình, đủ cho gia đình mình, thì thế giới không phải là một nơi, like, nếu mình chỉ làm đủ cho gia đình và cho cá nhân của mình thôi thì Jennifer nghĩ nó không phải là đủ. Và, tại vì mỗi một người đó, Jennifer nhìn nhận một điều như thế này: mình có một cái mục đích trên đời sống của mình, chứ không phải tồn tại có một cái công việc and make like $30 an hour and then you done, you go home and you done. Tại sao bây giờ có một cái tấm gương rất là lớn đối với Jennifer, đó là Donald Trump, 73 tuổi vẫn còn phải đi học politics, vẫn còn phải learn how to control the system, and make sure people provided and everything. 73 tuổi rồi, billionaire, đâu cần phải làm gì nữa. Nhưng look, so it's just different mindset, different mindset, I'm not a Vietnamese people traditional anymore. Để Trang interrupt Jennifer ngay chỗ đó. Tại vì rất là nhiều người Việt của mình thành công, Trang biết là như vậy, nhưng mà đa số là more like behind the scenes. Tức là họ thành công đó, họ rất là good, nhưng mà thường thường là họ không ai biết hết. Không ai biết là họ giàu có, mà cũng không ai biết là họ provide, họ cung cấp cho những cái cho cái xã hội, cho cái community, cho cái cộng đồng như thế nào. Thường thường là họ hay giấu mình, nó dạng vậy á. Người Việt mình kiểu như là nếu mà tôi thành công thì nếu mà nói nhiều quá nó không có humble, nó không có tốt. Thành ra là nếu như mà nói về người Việt, Trang nghĩ thành công thì cũng là nhiều. Nhưng mà khi mà Jennifer muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt của mình, và tức là cái mong muốn của Jennifer muốn như thế nào khi mà mình mở ra, mình làm rộng lên và mình có nhiều cơ hội cho những người Việt khác. Well, nếu mà nói về kinh tế, nếu bạn thành công, bạn mở một cái tập đoàn lớn, bạn sẽ tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người. Cái thứ hai, bản thân của Jennifer muốn set một cái standard, một cái tiêu chuẩn, một cái tấm gương cho những người trẻ hơn mình, cho những người bằng tuổi mình. I was like, khi mà Jennifer mới tới Mỹ vào năm 2010 đó, thì mình có 24 tuổi và mình was looking for a direction too. Right. So, mình sẽ tìm đến người nào thì mình sẽ là cái người tìm đến những người đã thành công. Mình không thể nào tìm đến những người, down here. But I looked up to someone somewhere. So, cái vấn đề không phải là khi mà mình thành công, mình nói về chính mình show up nhiều quá là mình kiêu ngạo. Không phải, cái mà mình nhìn thấy đó là cái động cơ. Động cơ đó, tôi muốn xây dựng cái động cơ trong tôi xây dựng cái điều đó để làm chi? Cái động cơ là cái gì? Động cơ là để cho nhiều người khác có thể thấy đó là một tấm gương để tôi muốn được thành công như chị đó, tôi muốn được hạnh phúc như chị đó, tôi muốn đem cái sự hạnh phúc và thành công của tôi trở nên một cái blessing cho người khác. So có thể Trang làm một cái business totally different way với Jennifer. Mình respect nhau, it's just different. You're different, I'm different. You're unit and I'm unit too. That's right. So, but cái động cơ rất là quan trọng. Động cơ để mà mình, show up is different. cần cái động cơ để mà mình có thể build up một cái community, build up một cái economy cho Việt Nam của mình, you know, and make Vietnamese people proud of Vietnamese, you know. Tại vì Việt Nam của mình hay có cái suy nghĩ giống như là ăn chắc mặc bền đó, tức là làm tới đâu ăn cái nào rào cái nấy, làm tới đâu chắc tới đó. Có cái suy nghĩ nhiều khi là sợ trèo cao té đau, nhiều khi mình lên cao quá mình rớt xuống thì nhiều cái nó sẽ họ sợ, đó là thật sự là một cái sợ. Thì theo Jennifer, với những người mà thực sự trong lòng của họ có nhiều cái khao khát, họ biết là họ có thể làm hơn được nữa và họ cũng muốn làm hơn được nữa, nhưng mà cái nỗi sợ nó lấn át, thì đối với những người như vậy thì Jennifer nghĩ sao? Nó không phải Việt Nam không, tức là rất là nhiều người, nhưng mà có một cái nỗi sợ nó làm cho họ không dám, you know, không dám đến cạnh người đó. Và nhiều khi bị nhiều người nói này nói kia, rồi sợ theo cô này, nhiều khi cổ làm không đúng cái mình sợ, với nó cái sợ đủ thứ hết, tại vì không làm cho nên sợ đủ thứ. Cái sợ nó không có gì sai, và cái sợ nó cũng không có cái gì gọi là mới mẻ, ai cũng sợ. Jennifer was there too, Jennifer cũng sợ chứ. Đằng nào tại vì những người mình làm việc với, không biết họ có làm ok không. Những người mà, you know, like, why the fun? Chuyển tiền cho vay, không biết họ ok không, mình cũng sợ chứ. Nhưng mà nếu mình sợ thì mình ở nhà mình cũng sợ. Giống như sợ chết đi, ở nhà cũng sợ, ngủ cũng sợ, chơi cũng sợ, đi ăn cũng sợ, không tập thể dục cũng sợ. Nó, nếu mà mọi người đọc quyển sách Millionaire Mentor của Jennifer đó, thì nó có một cái title là Overcome Your Fear, vượt qua cái nỗi sợ hãi. Ai cũng sợ hết, sao bây giờ mình sợ mình ngồi ở nhà sao? Bây giờ cái một điều, một cái tiêu chỉ trong cái đời sống của Jennifer là bạn chỉ có một lần để sống thôi. I just have one time to live my life, so I picked the life that I live great. Trust me, you know. Như vậy có nghĩa là sợ thì ai cũng sợ, nhưng mà vượt qua được cái nỗi sợ đó thì mình mới có thể đạt đến cái thành công. Yeah, không phải về nói về cái nỗi sợ này. Không phải ai cũng dễ dàng để vượt qua cái nỗi sợ đâu Trang. Nó phải, nó take some time, nó take cái knowledge, phải get into this knowledge, you know. Nó take cái mindset nó phải khác. Các bạn là một người Việt Nam, bạn sống ở Việt Nam mà bạn sẽ sợ everything. Nhưng mà bây giờ, đó again, Jennifer chỉ có một lần để sống thôi. Jennifer sẽ hang out với những người thực sự knowledgeable, thực sự positive, thực sự thành công đến chi? Để mình biến đổi, mình vứt đi, mình, you know, vứt đi cái con người cũ của mình đi, mình trở nên một người mới. Right. Một người mới, đúng không? Reborn, newborn. Yeah. Có một điều mà Jennifer muốn học được và rất là thích là nếu mà bạn muốn một cái cây nó ra một trái táo thì cái gốc nó phải là gốc cây táo. Còn bây giờ để gốc chanh mà ra trái táo thì không được. Và điều thứ hai là nếu mà bạn expect một cái gì đó nó different, một cái result, một cái kết quả khác thì bạn phải làm một cái gì đó khác đi. Đúng rồi. Trang hiểu ý cái này của Jennifer rất là hay. Đó là cái gốc rễ đó chính là cái suy nghĩ của mình, cái mindset của mình. Nếu như mà cái mindset của mình mãi mãi chỉ là một cái tắc thì nó không thể nào ra được một cái cây, một cái táo được, đúng không? That's really good, that's right. Nhưng mà có một cái nữa là chuyển qua một chút xíu là về cái vấn đề tiền bạc. Tiền bạc thì đối với ai, nói chung ai cũng cần, nhưng mà ai nói đến đó nó cũng có một cái gì đó không nói về tiền bạc, đúng không? Mà đầu tư về tiền bạc, về tài chính lại là một cái vấn đề khác nữa. Mọi người sẽ hay hỏi là trời ơi, bộ cô nhiều tiền lắm hay sao mà cô suốt ngày đi nói chuyện tiền bạc. Thì nếu như mà gặp những cái người hoặc là những cái obstacle, những cái khó khăn, những cái trở ngại như vậy, người họ rất là có thể là từ trong cái subconscious, trong cái suy nghĩ của họ, họ đã được nuôi dạy, được biết đến về vấn đề tiền bạc như là một cái gì đó nó khá là khó để mà chạm đến, khó để mà nói chuyện đến. Thì thường nếu mình Jennifer gặp những cái người như vậy, nói chuyện với Jennifer mà về tiền bạc mà có vẻ rất là nghi kỵ như vậy, thì Jennifer sẽ làm như thế nào? That's their loss. Đối với Jennifer, nói về tiền bạc nó rất là đơn giản, và nó là mạch sống, và nó là cái gì trong cuộc sống. Và bây giờ tất cả mình, những cái gì vật chất trong đời sống này, cuộc đời này, trong thế giới này, vũ trụ này đều điều khiển bởi tiền bạc hết. Bạn có tiền bạn muốn mua cái đồng hồ, bạn có tiền bạn muốn mua đôi dép, xe, hotel, tất cả cần tiền. Tại sao bạn phải ái ngại khi bạn nói về tiền? Bạn phải straightforward chứ, bạn phải rất là thẳng thắn. Tôi bỏ được cái đồng này ra, tôi sẽ làm được cái đồng gì tiếp theo. Nó phải rất thẳng thắn. Thì it's just about the mindset. Vấn đề tiền bạc nó không có phải là vấn đề mới mẻ, đúng không? Và cái vấn đề tiền bạc người Mỹ nói chuyện rất là nhiều, nói everyday, nó có nguyên những cái trường mà dạy về tiền luôn, you know. So tại sao? So ask yourself, don't ask me, ask yourself why you scared or why you afraid to talk about money. Let's talk about money, you know. Họ rất là ngại ngùng khi nói về vấn đề tiền bạc. And when, khi mà mình nói ngại ngùng như vậy, so how you spend your day, Trang? You go work, you get up early, you left your parents at home, you left your kids at home, you go work. Work for what? Money. So don't have to be very straightforward and don't be shy about money, you know. Thì tiếp theo cái ý đó luôn là những cái suy nghĩ như của Jennifer và những cái ý tưởng mà mình muốn truyền đạt như vậy, dĩ nhiên mình sẽ muốn nhân rộng thêm, mình muốn nhiều người khác được biết. Thì Jennifer có một cái kế hoạch nào không? Tức là kế hoạch làm sao để mà nhiều người có một cái suy nghĩ đó, làm sao để mà nhiều người có thể họ thoải mái hơn với tiền bạc, họ có thể sử dụng đồng tiền một cách đúng đắn hơn và họ có thể đầu tư đồng tiền của mình một cách hiệu quả hơn. Cái Trang hỏi Jennifer đó là mình có cái plan gì không? Đúng rồi, có kế hoạch gì không trong tương lai để mà mình có thể làm cho mọi người nhìn tiền bạc một cách đúng đắn. Tức là họ không phải nghĩ tiền bạc như là một cái gì đó nó rất là khó chạm tới, không phải là leo cây hái xuống. Cây ngang người Mỹ cũng nói money is not from a tree. Tức là bản thân họ cũng họ nhìn tiền bạc với một cái góc độ khác nhau. Thì để họ có thể có một cái nhìn đúng đắn về tiền bạc, giống như là cái cách mà Jennifer vừa mới nói, thì kế hoạch của Jennifer như thế nào? Jennifer phải hỏi Trang lại cái câu đó. Bạn có kế hoạch gì cho đời sống tài chính của bạn? Bạn đừng hỏi Jennifer. Jennifer có my own, I have my own financial plan. Không, ý là, you know, but I understand your point. Có nghĩa là khi mà mình xây dựng cái công ty chuyên về cho vay vốn trong đầu tư bất động sản cũng như là trong business đó, thì Jennifer muốn có một cái plan để mà chia sẻ với những cái teamwork của mình như thế nào. Đúng hay là những người, you know, like sales agent, they muốn jump in this industry như thế nào đó. Thì for sure, I do have the plan, you know. Cái vấn đề của Jennifer không phải là vấn đề làm ra tiền nữa, mà cái khao khát của mình đó là mình muốn thấy một cái nền kinh tế của người Việt nó phát triển hơn. Mình muốn nhìn thấy được cái đời sống người Việt Nam mình tốt hơn. Không phải là mình đi tới Mỹ, định nước xa xứ, rồi mình phải đi lao động, rồi you know, nhiều cái vụ thương tâm xảy ra. You know, when I go online and I see like, anh chị em ơi, em mới qua Mỹ được mấy tháng, em đang tìm kiếm việc làm. You know, I want to give them this opportunity to join the team and educate themselves, you know. So be clear hơn về cái kế hoạch của Jennifer đó là thứ nhất là viết sách. Để làm chi? At least you know how I am. That's right. Right? What I do and how I do it. Right? Cái thứ nhất là quan trọng là cái người mà muốn phát triển hơn, improve yourself về mọi thứ nên đọc sách. Đúng. I spend a lot of time of my day to đọc sách, Trang. And then you hang out with successful people around you. That's right. You will see things different. Đừng đi nhậu nữa, right? Đừng đi nhậu, and then đừng ngồi nói chuyện trên mây gió. Đó. So it's just about you have to value your time, you have to value your money, you have to value your life. That's right. Một cái value your life thì khi mà Jennifer nói, Trang cũng nghĩ đến là những cái người mà sẽ làm việc với mình hoặc đang làm việc với mình. Đa số họ cũng là những người đã có những cái business, họ cũng làm ăn kinh doanh. Và một trong những cái vấn đề về những người làm ăn kinh doanh đó là work-life balance. Nếu mà họ làm việc rồi công việc và cái cuộc sống gia đình riêng tư của mình, làm sao cho nó có sự cân bằng. Thì đối với Jennifer nghĩ về cái work-life balance như thế nào? Absolutely. Mình work hard. You know, I do work hard. But I have two little kids. I have my parents, like, you know, 60 years old. So I spend a lot of time with them. Yes. Besides that, I work hard too, you know. So cái việc là mình làm việc cực lực lúc này để mình có cái balance trong đời sống của mình sau này. Mình phải build một cái foundation trước. Mình sẽ make a lot of sacrifices, right? And then mình có time để mình enjoy cái life với gia đình của mình. Chứ còn mà work life có nhiều loại. Bây giờ có hai loại nhé. Một loại là làm việc 45 năm. Từ khi 15, 16 tuổi đã phải đi làm rồi, đúng không? Đúng rồi. Có get your own car and go get your own job. And work 65 tuổi, maybe next in the future, maybe là 67, 70 tuổi mới được retire. So, is that the life that you want? Yeah, some people like it. Or I'm not that type. I'm right here, I'm the second one. I'd rather spend my 5 years to work very hard and then I enjoy the rest. I got you. It just có nhiều người đến Trang nói Jennifer, why you so fast? Why you so straightforward? Yeah. I want to make it really fast because I need my time for my kids too. That's true. You know, so it's just how you want to do it, how you want your life organized, and how you want to your financial. It's just it's up to you. Yeah, that's right. Thank you, Jennifer. That's a lot of questions. Thank you so much for your time today. Thank you. And dạ, tại vì em biết là ở ngoài đó cũng rất là nhiều người khi mà họ coi được cái này hoặc là có thể gặp Jennifer hoặc có thể gặp Trang đâu đó thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi mà họ muốn hỏi mình. Nhưng mà chung quanh thì Trang nghĩ là họ cũng muốn biết nhiều hơn về Jennifer, họ muốn biết nhiều hơn về cái business. Và cái quan trọng nhất là họ muốn biết là mình, tức là công ty hoặc là cái doanh nghiệp của mình có thể làm gì để giúp được cho họ, đúng không? Họ gia nhập như thế nào, họ gia nhập như vậy, họ làm như thế nào để có thể nó thành công được như Jennifer, hoặc là ít nhất có thể họ tạo lập được một cái gì đó cho riêng họ, thành công theo một cái hướng mà họ muốn, đúng không? Thì cái câu hỏi cuối cùng mà Trang dành cho Jennifer là nếu như chúng ta có những cái người chung một cái nhóm gọi là teammate hoặc là business partner thì cái cơ hội của họ nằm ở chỗ nào? Cái cơ hội của họ nằm ở họ. Cơ hội tôi đã đưa ra rồi, đúng không? Jennifer đã share cái cơ hội đó rồi. Và cơ hội này nó không có mới mẻ gì với Mỹ Trắng hết. Mỹ Trắng họ đã làm việc và họ đã earn make a lot of money already. And now mình là Việt Nam, mình là châu Á, mình bước vào. Thì cơ hội nó đã bày sẵn cho bạn rồi. Bạn muốn đi hay không là do bạn. Okay. Nhưng mà ý như là mình vẫn có thể cho họ thấy được cái cách đồng tiền được vận hành như thế nào và làm sao cho đồng tiền sinh sôi nảy nở. Sẽ có nhiều chương trình, nó phải set time chứ nó không phải là qua một cái câu chuyện hay là một cái conversation ngày hôm nay thôi Trang đâu. Đúng rồi. Nó phải set time. You have to read more books, đọc thêm sách ha. Đọc thêm sách giống như vô những cái library. Library. Yeah, library. Đọc library. Vô thư viện đúng không? Vô thư viện đọc sách. Vô thư viện đọc sách. Hang out với những người new friends successful, more successful. And then mình coi, thay vì mình coi những entertainment, mình coi hài hước đi, hài kịch đi, thì bây giờ đổi qua những cái talk show về finance của Mỹ. Đó, help yourself. That's true. I'm not here to show you every step because who are you? That's for me to spend my time to show you the way. If I prove something. So and the fast way to get there, read my book. And you know, you would know who I am and how I work and how hard I work. You know. Đó, nhiều người nói làm sao mà ngành để nhiều tiền của dữ quá vậy. Đi vô rồi để trở nên một người rất là thành công. Bạn measure như thế nào là thành công? Đúng rồi. Thành công đối với Jennifer là I have my time for my kids. And I can supply them, you know, the best milk, the best food, and I can take my parents to vacation. Whatever they want. That's my success. It's not just, you know, it's not about money. It's about who you become to make that kind of money. That's right. Yeah. Thank you so much, Jennifer. So, Trang tóm lại cái phần đó tại vì nó rất là hay cho nên Trang chỉ muốn nói lại một chút xíu về cái phần mà Trang vừa mới nói thôi. Đó là về cái thành công. Thì rất là nhiều người muốn thành công, nào cũng nói lớn là tôi muốn thành công, tôi thực sự rất là muốn thành công. Nhưng mà họ không được như Jennifer ở chỗ là họ không nói rõ được thành công của họ là họ muốn cái gì. Tức là giống như mình leo lên một chiếc xe mình chạy, tôi muốn chạy nhưng mà không biết chạy đi đâu. Tức là thành công mà họ không set up được, không biết được là cái thành công của mình muốn là cái gì, cái mục đích của mình là đến đâu, mình đi như thế nào. Thành ra là cái đó rất là hay cho nên Trang cũng muốn rephrase lại cái mà Jennifer vừa mới nói thôi. Tại vì Trang nghĩ cái đó là một trong những điều mà rất là nhiều người thiếu. Giống như họ nói ôi muốn thành công lắm, tôi muốn nhiều tiền lắm. Nhưng mà không có xác định rõ được thành công là như thế nào và nhiều tiền là bao nhiêu tiền. Thành ra cái đó rất là hay. Cảm ơn Jennifer rất cái thành công á, trong đời sống của mỗi người nó sẽ khác nhau. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Cái thành công của Jennifer là như thế thôi. Chứ không phải là thành công mình có bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu trong ngân hàng. Đúng. And then có một điểm nữa là ai cũng biết nước Mỹ là American Dream đúng không? Đúng. Ai cũng biết nước Mỹ mà tới đây một đất nước quá cường quốc trên thế giới đi. Đúng rồi. And then khi mà nói về một người thành công họ cứ nghĩ là một người là work from day to night and you know work crazy work and no time for family. Yeah. That's very dangerous life. They live đúng không? So cái mà bây giờ cái thế giới xã hội nó đang thay đổi ra. nó đã thay đổi, nó đang thay đổi và nó sẽ thay đổi nữa. Cái cách bạn vận hành business của bạn, cái cách mà bạn handle về cái financial plan của bạn, nó sẽ bây giờ nó đã khác rồi. Amazon nó không có own bất kỳ một cái store nào, nó vẫn sell online. Đúng rồi. Alibaba cũng vậy, Jack Ma, you know, and Uber, right. And Uber Eat. Uber Eat không có own bất kỳ restaurant nào, vẫn make money. Đúng. So the way of making money is different now. Đúng. Cái mà Jennifer đang muốn là mình, for sure là mình đang nói về cái financing industry. Nhưng mà cái mà có thể mọi người có thể, you know, here and there related. Mình phải có một cái chiến lược để make money mà mình không phải ở đó thì tiền nó mới vào. Mỹ nó có tất, nếu mà các bạn đọc một cái, nếu mà Trang đọc những cái quyển sách của những người khá giả, những người thành công tại Mỹ đó, thì nó sẽ mention rất a lot về cái vấn đề là make money while you sleeping. Đúng rồi. Dạ, nói về rất nhiều. A lot. And để mà cái điều đó nó happen đó Trang, thì bạn phải use money to make money. If you don't have your money to make your money, you have to use other people to make you money. So again, phải có một cái chiến lược. Làm bất kỳ cái gì trong đời sống của Jennifer. Lý do tại sao mình thành công, và mình thành công khá sớm, là tại vì anything I do, I have the strategy to win it, to complete the mission. I always do that, you know, to win big in the relationship, to win big in the marriage, to win big in the, you know, financial anything. You have to have strategy. You cannot just whatever left, just put, you know, just give it to me. No, I don't do that. We have to. Mình là người Việt Nam, absolutely understand cái đó. Người Việt Nam của mình là gì? Cái gì rẻ, cái gì free, cho em với, apply for Gold Card, apply for Medicare, everything. Bất người Mỹ, mình rất là khó nghe, chưa bao giờ nghe tới là người Mỹ đi apply những cái free từ chính phủ. Clear? Okay. We have to be, nếu mình muốn một cái, this is new mindset Trang. Nếu mình muốn thành công, mình phải thay đổi hoàn toàn. Không đi con đường nữa. Turn your wheel, go this way, go this way. Ngày xưa tới giờ mình toàn tìm những cái gì rẻ với cheap hết. Đừng tìm nó nữa, đổi hướng đi. Thì bây giờ bạn muốn thành công mà, cả đời mấy chục tuổi rồi, 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy, muốn thành công, đổi, turn the wheel and go to different direction, you know. Thank you Jennifer. Thank you.